Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Hai cụ già không nơi nương tựa, dựng một căn nhà nhỏ giữa dãy, từ đóng góp của chòm xóm ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, chưa kịp vui thì bị một nhóm người kéo đến giật sập. Công an xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng cho biết đã lập hồ sơ vụ việc một nhóm người vô cớ xô đổ nhà của vợ chồng cụ Võ Văn Mãnh, 81 tuổi, chuyển tới cơ quan điều tra công an huyện Đức Trọng. Theo công an xã Ninh Gia, vợ chồng cụ Mãnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, thường xuyên nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh để sống qua ngày. Ngày 18 tháng 3, ông Lương Hoàng Siêu, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, dẫn theo một nhóm người cầm theo dựa tới nhà cụ Mãnh. Ông Siêu yêu cầu cụ Mãnh phải dỡ bỏ ngôi nhà gỗ đang dựng. Do cụ Mãnh không chấp nhận nên nhóm người đi theo ông Siêu đã xô đổ căn nhà trên. Trong quá trình ngăn cản vụ việc, vợ chồng cụ Mãnh cũng bị xô ngã. Cụ Võ Văn Mãnh cho biết, trước đây cụ sống tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Do con trai thế chấp nhà để làm ăn và vẫn nợ nên bị ngân hàng thu hồi căn nhà duy nhất. Con trai cụ bỏ đi biệt tích, chỉ còn hai cụ sống với nhau. Cụ Mãnh dọn đến thôn Tân Phú và đến đầu năm 2020, ông Siêu đã nhượng lại cho cụ 2.000 mét vuông đất với giá 10 triệu đồng. Đất vẫn chưa có sổ đỏ, hai bên làm giấy viết tay ghi nhận việc chuyển nhượng. Trong giấy sang nhượng ghi rõ, nếu ai đến tranh chấp, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thấy hai cụ già sống trong lều mục nát, căn lều canh rẫy có trên đất lúc sang nhượng, những người hàng xóm đóng góp cây cối, tôn, xi măng để hỗ trợ vợ chồng cụ Mãnh dựng nhà. Khung nhà vừa dựng xong là lúc ông Siêu đưa người tới xô ngã. Về nguồn gốc thửa đất mà cụ Mãnh dựng nhà, ông Phạm Văn Hạnh, 74 tuổi, giải trình, tôi khai phá mảnh đất này, sau đó cho đoàn thanh niên xã Ninh Gia sản xuất gây quỹ. Năm 1992, tôi cho ông Siêu 4.000 m2 để canh tác. Đến năm 2020, ông Siêu bán 2.000 m2 cho cụ Mãnh, còn lại đã bán hoặc cho ai tôi không rõ. Nghe tin cụ Mãnh bị giật sập căn nhà đang dựng giữa dãy, ông Hạnh bất ngờ vì ông biết việc ông Mãnh đã mua phần đất dựng nhà từ ông Siêu và có giấy biên nhận viết tay. Bà Vũ Thị Phượng là hàng xóm cho biết hai vợ chồng cụ Mãnh không nơi nương tựa, nghèo nhất ở thôn nghèo này. Bà con giúp hai cụ lúc thì ít gạo, ít rau sống qua ngày. Việc cụ Mãnh mua thửa đất của ông Siêu bà con đều biết vì cụ có mượn tiền của người xung quanh đến nay chưa trả hết. Hoàn cảnh nhà cụ Mãnh không thể nói là nghèo nữa mà là rất bi đát. Bà con giúp dựng cái nhà, chưa kịp vui thì đã bị phá hoại. Bà con bức xúc và lo lắng lắm.